Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và mọi người ơi, hôm nay thì cái em đẳng cấp Legend Daisy 4 hệ này, các bạn có thể like nó ra nha, và trong vòng 5 ngày nha các bạn. Sự kiện này có diễn ra trong vòng 5 ngày và các bạn cứ việc cố gắng mà like nha. HNT cũng đang cố gắng luôn. Ở đây thì mình đang kẹt rồi, bây giờ mình sẽ thả trứng ra. Ôi chà, mấy cái con này thì... Đây, mình sẽ cho bé này ra vào đây ha, cho nó ăn, cho nó lên level. Và con này với con ông già, hai con kết hợp với nhau sẽ ra được cái con Ratun nha các bạn. Cho nên mình đang cố gắng mình like luôn. Cho nó lên tầm level 7 đi ha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ thả cái em bên đây ra luôn. Wow. Ở đây thì chúng ta bắt đầu like cái con này đi ha. Đâu rồi, like ra được con gì nhỉ? Ủa, cái chuồng đâu rồi? Đây, 9 tiếng các bạn. Còn bên đây thì thôi, chắc có lẽ là anh em mình sẽ like hai con này lại với nhau để kiếm con Ratun đi ha. Bên này 5 tiếng là không ra rồi. Bỏ qua. Quên nữa. Quan trọng là cái chỗ ấp trứng này còn chỗ hay không. Rồi, hên quá, còn một chỗ. Chúng ta tốn 4 viên game để có thể làm nhanh cái quá trình này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu làm lại Ratun. What? Nó không ra các bạn ơi, bức xúc dễ sợ luôn. Tao không chơi với mi nữa, tao buồn muốn khóc luôn đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thu hoạch thức ăn. Ở đây là cho rồng ăn các bạn, cho rồng ăn, thu hoạch thức ăn. Và rồng yêu nhau thì mới được có 2 hạt. Rồi ok, đi thu hoạch thức ăn. Anh em mình cố gắng làm nhiệm vụ để kiếm điểm chơi cái sự kiện Runs. Đây, lượm tiền. Ở đây thì cho rồng ăn. Mình đã có thể chơi rồi nè. Bây giờ làm đạn dán trước đi cho nó bớt căng não nào. Hiện tại thì kỷ lục của HNT đã tạo ra là 34.400 61 nha các bạn. Một con số không gọi là quá cao nhưng mà cũng không phải là thấp đâu. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cố gắng phá cái kỷ lục mà do chính mình tạo ra. Đây. Wow. Nào mình cùng bay lên. Hiện tại là trời đang nắng. Và ở đây là đang là cái biển các bạn. Anh em mình đang chơi dưới biển luôn. Ôi cha cha. Thở trắng cổ lên. Ui, 4 cái tua. Ui cha. What? Cái ca này nó hơi khó với mình. Tốn 5 viên game để có thể trở lại và chơi liều lĩnh hơn mới được. Chứ mới vô mà chết lẹ quá nó mất vui. Đúng không nào? Chúng ta phải gọi là chết đó là phải đáng, còn cái đó là chết không có đáng nha các bạn. Rồi, anh em mình cứ việc bình tĩnh và tập trung nào. Và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh Ante Channel thì các bạn nhớ bấm vào cái nút subscribe hộ mình nha. Và mở thông báo hình cái chuông lên nữa để khi mà Ante ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Wow. Tốc độ đang bắt đầu tăng dần và mình đang cố gắng tập trung vào việc quẩy đây các bạn. Ok. What? Ai chà. Trời ơi, nó nhanh quá, xử lý không kịp luôn. Chúng ta chỉ đạt được mức là 23 thôi. Và con số là 107. Lượm tiền, cố gắng làm điểm. Mình đã mở được cái rương rồi nè. Để xem độ may mắn của hai anh ta sẽ như thế nào. Lót dép ngồi hấu. Được có 3 cái này và 20. Ok, có còn hơn không ha. Chúng ta còn phải cho rồng ăn để có thể kiếm được cái điểm đó. Bây giờ thì mình sẽ cho cái con ấy ăn đi ha. Cái con ấy đâu rồi? Đây. Bill này level 7. Chắc cho nó lên được tầm level 15 đi ha. Wow, thức ăn mình lên được 2 triệu mấy rồi. Không biết đã đủ điểm chưa nhỉ? Ôi trời, nó vẫn còn nhảy luôn. Ơi đủ rồi nè. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ mình lại có thêm được 7 điểm nữa. Còn cái sự kiện này thì anh em mình quậy nãy giờ chắc đủ điểm rồi. Được 600 mấy luôn. Mỗi bước di chuyển của bé này sẽ tốn tầm khoảng 400 mấy. Sự kiện này còn khoảng 2 ngày nữa hả? Ui, sắp tới là một chiếc rương khổng lồ. Một chiếc rương vô cùng to và bự luôn các bạn ơi. Wow. Ui cha, chặng đường cũng còn không có dài lắm.
Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ vào tới cái khu vực đó, chính là khu vực list. Và hôm nay mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về một cái nhân vật khá là đặc biệt luôn. Wow, giống giống đó chính là Heroic. À, lộn, con này không phải Heroic, con này là thần mặt trời. Con Heroic đây. Chúng ta sẽ chọn một cái con Heroic. Ở đây mình có rất là nhiều con nha. Anh em nào thích mình làm về cái con nào thì hãy comment rồi gọi là trực tiếp trên video, mình sẽ làm về bé đó cho các bạn xem. Hôm nay là mình sẽ review cho các bạn xem về một cái nhà gọi là bác học. Một cái người gọi là sáng tạo ra những cái loại thuốc mà uống vô. Ôi trời, chú ấy uống vô và chú ấy biến thành người khổng lồ các bạn. Một trong những nhân vật rất là ghê gớm. Quá tuyệt vời ông mặt trời luôn. Mình sẽ cho con này lên tầm level 20 mấy. Ôi, mình đã cho nó ăn lên cao quá, mình hết thức ăn. Thức ăn mình để dành mình nuôi mấy con khác đi ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mang cái bé này đi quậy cho vui. Action. Và mọi người ơi, hiện tại đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn. Hai tay lại tiếp tục kêu gọi các bạn hãy ủng hộ. À, mỗi người dành ra một chút xíu, rồi là mỗi người giống như là một người 1.000 thôi, là chúng ta sẽ có được 1 tỷ để cho 1 triệu, 1 triệu view, 1 triệu người, thì sẽ mỗi người 1.000 sẽ có được 1 tỷ nha. Đó, góp phần giúp cho đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn. Anh em nào có lòng hay là mỗi người giúp một tay một chút xíu thôi, vậy là chúng ta sẽ có được một khúc rồi đó. Đó, cho nên HT luôn kêu gọi mọi người hãy vì anh em, vì đồng bào, vì nước Việt Nam của chúng ta. Đó, gọi là lá lành đùm lá rách, một cái câu huyền thoại luôn. Còn lá rách thì sẽ đùm lá nát. À, lá nát sẽ đùm lá tả tơi. Nói chung là phải biết đùm bọc nhau mà sống thôi các bạn. À, wow, gọi là dân tộc của chúng ta chiến đấu, gọi là chiến thắng những cái cường quốc rất là mạnh luôn. Đơn giản vì cái sự đoàn kết các bạn. Đoàn kết là sức mạnh mà. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại. Ở đây thì mình đang có một em, đó chính là tiến sĩ. Anh ấy chế ra đồ rất là ghê gớm. Ôi chà, chết ngắt rồi. What? Tiến sĩ của chúng ta đã bị hạ bởi anh bạn gọi là Sunny đến từ thêm bạn. Bây giờ mình sẽ đến với thành viên Javi. Chào hỏi nhỉ. Ôi cha, thôi ôi. Thốn quá man, con này 2 sao level 40 các bạn, và y như rằng luôn. Nó hốt banh xác mình, lại tốn tiền nữa rồi. Mỗi lần win thua là y như rằng tốn tiền luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với anh bạn tiếp theo. Anh bạn này level 86 nha. Wow, nhìn sơ thì mình thấy đội hình tên bạn cũng khá là hậu báo trường mẫu giáo. Hai con level 40 Heroic. Ôi cha, con này 1 sao luôn. What? 5 ngôi sao vàng lấp lánh các bạn ơi. Thời ơi, ca này không giỡn được rồi. Giỡn giỡn là người ta quýnh mình banh xác luôn á. Đội hình này rất là ghê gớm nè. Anh em chuẩn bị gom ghế nào. Ờ, nó ghê gớm là mình phải gom ghế, mình gõ liền. Gõ liền các bạn à. Wow, còn bây giờ thì chúng ta sẽ khèo nhẹ nó thêm một cái nữa ha. Ok. À, bé này thì cũng thuộc dạng gọi là ghê gớm. Mình sẽ cho đây. YouTuber HNT Laura, bạn ấy đang cố gắng thể hiện luôn. Không biết chừng nào cái thân hình cơ bắp mình mới bự nổi như cái anh bạn đó đây. Gọi là muốn bự thì chắc anh em mình phải đi tập gym các bạn à. Tập gym mình mới mập lên được. Victory. Sau một hồi đại chiến nhiệt tình thì anh em mình vẫn giành được chiến thắng trong cái khu vực này. Và anh em chúng ta đã được tặng thêm 6 viên game sau khi mà hoàn thành cái trận chiến này. Ây cha, anh bạn level tiếp theo sẽ là một thành viên level 87. Và anh em chúng ta cùng nhau hướng mắt nào. Rocco. Oh my god, kinh công các bạn. Một trong những nhân vật rất là quen thuộc luôn. Con này đã có từ rất là lâu rồi. Và tính ra cũng lâu rồi mình không có review về bạn này ha. Wow, bé cho mũi khoan đang lao rao. Và chỉ với một skill thôi là hạ gục mất tiêu rồi. Johnny đẳng cấp là Heroic. Con này thuộc dòng giống là chim điện. Rồi, chúng ta còn phải cưa cẩm lượng máu bé này một chút xíu. 13.000.
Đây, bé Rồng Đá mình vẫn đang ưu tiên cho bạn ấy để sớm ngày mà lên được gọi là tầm cao mới. Chứ cái tầm của bạn ấy hiện tại chưa cao. 68.000 máu rồi, lượng máu cũng khá là ít. Ok, 19.000 cho bé gọi là Rồng Đá thi triển nào. Mantel. Ok, victory các bạn. Nó giật đàm lên mấy lần mà chúng ta đã hạ gục thành công được thành viên ấy. Ngon cơm. Gọi là hốt mà win-win là chúng ta khoái 5 ngôi sao vàng lấp lánh nữa. Lại là một cái ca khó đến với mình. Ôi, sao chơi mà toàn 5 sao không? What? Hai con 5 sao các bạn ơi. Sống sao đây? Trời ơi, sống làm sao nổi với mấy cái con này đây, toàn là hàng khủng không hả? Và đây là thành viên 2 sao đến từ tên bạn. Đẳng cấp cũng là thuộc cái dạng ghê gớm. Ở chắc có lẽ là mình gọi nó thêm cái nữa đi ha. Warfish. Rồi, ok. Chúng ta sẽ nhờ đến sự xuất hiện của Rồng Đá. Xem nào, 5 ngôi sao vàng lấp lánh đến từ thành viên Bratun. Bạn ấy, ui trời thôi, nó đau với mình, tiêu tôi rồi. Cái này gọi là tiêu tôi rồi. Lại tốn tiền. Mỗi lần y như là quýnh không lại là chúng ta sẽ tốn tiền các bạn ạ. Oh my god, nó vẫn còn máu luôn mới ghê. Victory. Ở đây thì vẫn còn đánh được luôn các bạn ơi. Wow, hôm nay chúng ta quýnh được tầm khoảng 5 trận luôn á. 5 trận liên tiếp trong khu vực list. Và YouTuber HNT, một anh bạn gọi là rất là ngầu luôn ha. Với chiếc áo khoác màu xanh. Tuyệt chiêu nào. Gồng lên và à, cái này nó còn chế thêm được một cái là bom nguyên tử nha các bạn. Mỗi lần chú ấy tung chiêu là y như rằng cầm bom nguyên tử mà chọi luôn vậy đó. Tạo ra một cái lượng sát thương kha khá. Và đây là Superman hả? Oh my god. Rồng Đá ơi, thể hiện nào man. Yeah. À, đây là Boki hay còn gọi là cái gì ta? Mình đang được tăng gấp đôi sức mạnh luôn nhưng mà thôi cho bé này ra trước đi ha. Rồi sau đây thì bé Rồng Đá của mình sẽ lao ra và hốt hàng liền. Vì lượng đam của mình không lên nổi 72.000 các bạn. Cho nên nó là mình phải nhường nhịn á. Bé này thì chơi tới với nó luôn. Chơi khô máu luôn. What? Thời ơi, quýnh thua thằng nhỏ rồi nó mới đau. Thiệt tình. Nghĩ là ăn nhưng mà ai ngờ lại thua mới đau. Ok, vẫn victory nhưng mà mất hết một con khá là đáng tiếc ha. Và các bạn ơi, video cũng khá là dài rồi. Và hai anh ta xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Các bạn đã theo dõi luôn. Và mọi người đừng quên bấm vào cái nút subscribe hộ mình với. À, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên. Để khi mà hai anh ta ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Còn lịch ra video thì vẫn như thường lệ luôn, 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là khung giờ cố định của tựa game Dragon City, thành phố Rồng. À, mong các bạn hãy đón xem. Còn bây giờ thì video khá là dài và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.